anh Ken làm gì anh Ken? Trời ơi, anh like em ơi. Ôi ông này suốt ngày anh được like chim không à. Chứ làm gì nữa trời. Chim hoàng nó chán nữa. Anh vừa mới kiếm được một con game đồ họa cực kỳ là sắc nét luôn, anh chơi không? Game gì vậy? Honkai Star Rail. Ui, anh biết không đâu? Anh biết mà. Anh cũng này biết game Honkai Star Rail. Em biết hôm nay nó ra cái gọi là nhân vật gì không? Không biết, biết luôn hả? Biết luôn. Anh đù. Con phải sao đúng không? Đúng. Đủ. À, đúng bài luôn rồi, thế vô nè. Vô quay đi. Vô luôn. Ừ, không còn làm gì nữa. Ôi. Ui. Đó. Cái này nó đúng vị trí nè các bạn. Sao anh đổi vị trí rồi? Thì em là người trải nghiệm chứ mắt gì anh là người trải nghiệm, em là chủ cân mà. Ông mà tính chiếc spotlight gì trời. Vô biết đi. Biết vô. Thì biết thôi nhưng mà cân vẫn là cân của em phải chứ. Rồi rồi, bây giờ mình vô mình quay nha. Ok. Trước tiên thì anh em mình vô chắc quay con nhân vật trước. Ừ. Đấy. Nhưng mà hay để anh quay đi, tan hay hơn. Sao không vậy? Ừ. Mà clip trước mình quay đồ cũng xui bỏ miệng đây được. Đó, lúc này để anh quay đây thì mới mình anh mới vô địch mà. Coi như là cho ông sử dụng hết nhân phẩm của năm nay. Rồi vô nào. Vô. Đây đây để quay cho. Quay đi quay. Phát đầu tiên mình xin phép nha các bạn ơi, một phát duy nhất ăn luôn này. Mình mới là chùm nhân phẩm của Việt Nam này, ăn mở to mắt ra mà xem chùm nhân phẩm Việt Nam quay đồ đây, nó mới đỉnh này. Đấy. Thấy chưa? Chưa. Chưa nói lên điều gì hết. Quay tiếp đi. Đây này. Trời ơi, để anh làm nhìn ra nè. Để anh làm. Ôi, nào nào làm đi, lượm mi. Vô luôn. Trời ơi. Ui giời ơi. Có khác cái gì tôi đâu. Làm cái cuối nào. Cái cuối chắc chắn làm. Rồi tôi nhường ông luôn này. Quay nào. Quay thì ít mà nói. Ủa. Ra nè. Ra mà. Vai nồi à. Ghê vậy. Chứ sao trời. Hôm nay chắc là ông sử dụng hết nhân phẩm năm nay rồi anh em ơi. Rồi em thấy nhân vật đẹp không em? Nhân vật đẹp cái gì mà đẹp. Cái kì vậy? Cái đồ sự hôm nay á, em là người không quay ga. Nhưng mà có điều á, em là chủ cân, em được trải nghiệm trước nha anh. Đúng đúng. Ủa, em biết chơi chưa? Sao biết chơi trời. Nhìn em này. Ừ. Rồi bấm gì? Rồi bấm gì vậy? Bấm gì ra? Ôi không biết chơi để anh. À đây này, đây E này, thấy chưa? Yeah, E nè. Ôi gì vậy? Sao có ánh sáng bơi quanh người kìa? À đỉnh chứ trời. Cái thật mới á. Chuột trái à, có hình hiện đi chuột trái à, thử bấm chuột trái nha. Ok. Ra đúng xoá luôn. Giờ em có để ý một điều không? Nè, cái con nhân vật này có hai cái tai đó, nhưng mà không có cái đuôi giống hồ ly à. Nào thật đấy, mẹ hồ ly đúng có cái đầu chỉ trên trời, à có đúng có hai cái tai chà bá chỉ trên trời này mà không có đuôi. Why, em có biết gì về nhân vật Phây Sao không? Ủa nghĩ sao em quay nó không biết trời. Phây Sao là nhân vật mang vận mệnh săn bắn, thuộc tính phong, là niềm tự hào của Sao Yo Yao Win. Phây Sao còn là tướng quân thiên kích võ lực siêu phàm. Cô ấy là nữ chiến binh tộc Hồ Ly, có đôi tai nhung rất to và mái tóc dài màu xanh trắng, vũ khí là song thương và rìu chiến. Trời ơi, vừa dùng được cả rồi ngoài nào song thương rồi còn cả dùng được rìu chiến không? Đúng rồi. Xịn chứ hả? Ừ, anh biết Phây Sao phù hợp với những nhân vật nào không? Rồi, anh không biết đúng. Phây Sao phù hợp với đồng đội có tần suất tấn công cao, là nhân vật gây sát thương mạnh nhất trong đội, hành động nhiều lần. Sau khi đồng đội bất kỳ thi triển tấn công á thì Phây Sao sẽ bắt động đòn đánh theo sau lên đợt. Ok chưa? Hiểu chưa? Okay. Đó, nó rất có rất nhiều cái mạng luôn. Nè nè, anh chỉ em đi đánh quái nha. Đó, rồi, anh bắt cái nào đâu? Chạy ra, em thấy cái con này không? Đừng đừng. Chó đứng im mà làm gì mà quái gì ba? Đó, quái nhìn vậy đâu chứ. Phải không? Nó là địch đó. Ủa vậy hả? Ờ, trời ơi, vô đánh địch nè. À. Mình bây giờ nha, mình còn nhà quê cả Ken PC nữa anh em ơi. Bây giờ nha, mình vô một cái là mình có bốn con nhân vật nè, đó có hai con gọi là tấn công và hai con gọi là hỗ trợ. À là bây giờ mình đánh cái con quái đúng không? Mấy con bên này là quái đúng không? Đúng rồi, mình chỉ vào đây. Kìa nó có hiển thị kìa. Em mới quy đánh kìa. Quy nè, bây giờ em cái này em làm được không? Được. Đó, mấy chuyện cơ bản này, đầu tiên là sao đây là mình chọn. Chọn một con bốn con này đúng không? Đúng. Đây bốn con này đi. Ừ, chọn đi. E đúng không? E nè. Ủa em bảo em biết chơi mà em còn hỏi đánh đi. Không em giỡn đó, này ba cái này đơn giản. Vậy hả? Rồi bóng E đó. Ui. Má nhìn cứ như thiên sứ ấy. Nào thử quy nhá. Quy đi. Này. Ui. Chém như hoàng luôn. Có liên tục được không? Có liên tục được không? Được. Má trời. Này. Ui giời ơi, nhiều không đáng kể. Bây giờ mình dùng skin kỹ năng của con nhân vật mới đi. Cái này là cái gì? Cái này là cái cục này là... Ờ, skin đó, bấm vô. Là như kiểu cái pao, cái nộ đúng không? Đúng. Là khi mình tích đủ là mình có thể xài được đúng không? Đúng rồi, mình bấm cách nè, đó. Ui ôi, nó còn dùng con nó có hiệu ứng luôn. Trời ơi, con hở lưng. Bấm gì vậy? Bây giờ bấm gì vậy? Kỹ năng nào? Cái gì vậy? Bấm E với Q là em sẽ được hình như em bấm liên tục đó. Đu 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 đá trời. Trời
Trời ơi, cú đấm sét. Cú đấm sét dữ vậy. Trời chứ sao, trời nhân vật mới mà hiệu ứng nó phải đẹp nó à, được đấy. Con nhỏ này đáng đồng tiền mắt gạo ấy. Đúng được rồi ấy. Đây đây đây. Giờ mình dùng skin tiếp đây. Nói chung này mình cũng biết chơi sương sương rồi đấy các bạn ơi. Bốc phép với các bạn thôi, chứ nãy giờ gọi là mình cũng hơi hơi biết chơi chứ không phải là rằn đó các bạn ạ. À, đó đó, giờ chứ quy đúng không? Đúng. Ú. Ú. Ý, cái con số 2 nó vàng vàng lên luôn này kìa, thử nhá. Thử thử cái nổ của nó nhá. Xem như nào nhá. Đâu nè. Xem nổ con số 2 là cái gì ạ? Cái gì ạ? Úi. Mà con... giang tay ra làm gì à? Mát 7 mà. À mát 7 hả? Đúng rồi. Con xem skill nó. Ui. Ui. Chém phát nổ lên cành hoa. Này này, cho ông thử ra, cho ông thử ra. Có một con nổ kìa, có một con nổ kìa. Có một con nổ nè. Con này. Ôi, luôn. Á à, nhìn cứ như thật bài ấy nhỉ. Ui. Ui. Xúc sắc, xúc sắc à. Cái gì ạ? Cái gì đây? Cái gì ạ? Ui. 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 Gì ạ? Hình như nãy con vướng thấy không để ý sao rồi. Ủa? Quy thử coi. Quy. Wow. Đây con cuối để em, con cuối cứ để em. Đây đầu tiên là Quy đúng không? Đúng rồi. Đây. Đó, nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng tình cảm với em nó thôi, tội nghiệp em nó. Nhìn em nó cũng tội á mà thôi cũng kệ. Rồi. Thôi xong. À chung là đánh cái này nó cũng tuyệt đối là dễ đúng không? Đơn giản. Đấy ông cứ bình tĩnh, thay phiên nhau đánh chứ tôi đánh hết của ông đâu mà ông cứ lo. Đây. Quy này. Đấy rồi nha. Đấy. Đây, nãy giờ em trải nghiệm số 4 rồi. Ừ. Bây giờ em cho anh trải nghiệm với con Phay sao nè. Đấy. Nè, phơi sao nó được sử dụng skill không? Nào, thấy chưa? Rồi, lúc nào. Giờ anh làm cho xem nào, bỏ. Nên skin nè. Oh. Mình đã có tướng gì đó thì mình phải biết spam, biết sao spam cho ngầu không? Đó, nghe tiếng kêu. Dư. Mình phải spam hết cơ có thể. Ui. À, nguyên lúc xoáy trà bá lửa luôn á. Bây giờ con số 3 đánh thì... Hình như nãy anh em mình chưa coi con số 3. Hồi nãy chưa có coi... Đúng rồi, hồi nãy chưa có coi skill số 3. Bây giờ mới coi nè. Trời ơi, con này là âm nhạc nè, cái này là... Anh có biết tại sao mà con Robin nó khi đi chung với lại Phay Sao lại cực kỳ mạnh không? Biết vì sao không? Tại vì á Robin nó quả đã bút cực kỳ nhiều luôn dành cho Phay Sao mà. Với lại quả từ bút từ sát thương hệ nha, còn bút sát thương bạo cho Phay Sao nữa. Nên sát thương cả quả là sát thương đòn đánh luôn mà. Trời ơi, những cái quả nào bút như này á Phay Sao được hưởng toàn bộ luôn mà, nên là quả nào sát thương quả nào của Phay Sao á đi khi đi với Robin á cực kỳ quyết đại và vô cùng lớn luôn. Ui. Trời ơi, đặc biệt á khi trong trạng thái của là tuyệt kỹ Robin á cực kỳ khỏe luôn. Nào nãy giờ em bút với con này thấy Robin hỗ trợ rất là nhiều đấy. Ừ. Á à, khỏe vãi clean. Trời ơi, Phay Sao nó quả là sát thương cực kỳ lớn nhất trong team luôn mà. Nhưng mà vẫn phải có Robin đi theo chung nó bút sức mạnh đúng không? Tần suất gây đam á của Phay Sao á cực kỳ lớn luôn. Với lại vô cùng nhiều nữa. Trời ơi, hành động liên tục luôn mà. Với lại của Phay Sao á có thể giúp quả là Robin á nạp năng lượng cực kỳ nhanh và giúp quả là dùng skill liên tục luôn. À, thảo nào nãy giờ em dùng skill hoài luôn á. Ngoài ra Phay Sao á hành động nhiều nên quả là trong trạng thái tuyệt kỹ Robin á còn có thể quả là gây sát thương quả là rất là nhiều luôn. Vậy là con Robin nó hỗ trợ rất là nhiều đúng không? Ừ, đúng rồi. Đúng là bảo sao mà Robin đi chung với là Phay Sao lại mạnh như vậy. Ủa, còn cái gì nữa không? Còn luôn. Team cốt của Phay Sao á quả là cực kỳ thích những quả là nhân vật hành dùng hành động nhiều, quả biết sao không? Tại vì khi được tung chiêu nhiều á có thể quả là giúp đỡ Phay Sao nạp tuyệt kỹ nhanh chóng như Aventador, như Aventurine top và Mark 7 hay thậm chí còn là Mo. Ngoài ra ở nửa sau phiên bản á còn có sự xuất hiện của một nhân vật mới nữa. Anh biết nhân vật gì không? Trời ơi, nhân vật Linh Sa như gì nữa? Đúng rồi, nhân vật Linh Sa là nhân vật mang vận mệnh trù phú, thuộc tính hỏa, là sở trưởng mới của sở đan đỉnh Sanyolofu. Ui, đỉnh không? Đỉnh. Và vũ khí của Linh Sa là lư hương. Lư hương. Cái lư hương. Nghe là thấy có điểm cấn cấn đúng không? Đúng. Khi chiến đấu, Linh Sa sẽ mang theo nhiều loại đạn dược và hương liệu để hỗ trợ thi triển phép thuật. Cái con này sử dụng phép thuật đó. Đúng rồi, sử dụng phép thuật á. Cô khống chế sự hình thành của làn khói để tấn công đối thủ. Phong cách chiến đấu khá là tao nhã luôn. Khi thực hiện đòn đánh theo sau, Linh Sa sẽ thi triển thú khói hình thỏ để tấn công kẻ địch. Thế là biến thân rồi. Không phải, ý là nó thi triển ra cái khói hình con thỏ tấn công kẻ địch thôi. Đấy. Còn nữa nha, ở nửa đầu banner có sự trở lại của một nhân vật cực kỳ nổi tiếng luôn. Robin chứ gì nữa. Đủ chuẩn luôn. Trời đúng rồi đó. Và em biết sao không? Còn hai nhân vật nữa, đó chính là Lắc Quan và Kafa. Đáng đây tên là ông này cũng có hiểu biết về game ấy, tưởng không biết gì. Trời ơi, chị cũng phải hiểu biết tí. Trên đây, để bây giờ em dẫn anh đi chơi sự kiện nhá. Sự kiện gì á? Lễ diễn võ trời sao. Trời. Anh em mình á
sẽ là hai huấn luyện viên. Huấn luyện viên giúp cho Luka giành chiến thắng. Ok không? Okay, nghe hấp dẫn không? Thì trước tiên anh em mình cứ phải lựa chọn mấy con nhân vật trước cái đã. Đây, đầu tiên thì mình chọn ba con bên trên cùng đi. Đấy. Rồi mình chọn thêm một con nữa đúng không? Anh có muốn lựa chọn con nào không? Nè, ăn nước con một lần đi. Nhiều con lắm, anh muốn lựa con nào được hết. Chọn này đi. Chưa. Theo như một cái người chơi không hề có kinh nghiệm như em á, thì nghĩ là mình cứ nên lựa chọn những con nằm ở đầu. Thế hợp lý hơn đúng không? Nào, vô nào. Vô nào. Đấy, ôi, đầu tiên là cái con hồi nãy, anh em mình đã trải nghiệm rồi đấy. Rồi vô nào, đầu tiên là cái con trước tiên anh em mình sử dụng cái con đỏ đỏ đi đi. Em quên tên rồi, nhưng mà có điều là cái test thử sức mạnh từng con là biết liền con nào mạnh nhất à. Ủa. À, boss cũng biết đỡ đỏ nó ta. Đỡ mày. Trời ơi trời. Trời mày đỡ không? Đỡ không? Đỡ không? Ôi. Ê nha. Nó biết phòng thủ luôn á. Chứ sao? Trời ạ. Khôn phết đi. Phòng thủ xong mà tấn công. Không hề lọ như mấy con hồi nãy anh em mình đánh đâu. Đúng rồi, nãy mấy con này khỏe này, phết. Con này biết phòng thủ đúng không? Ờ, mấy con hồi nãy đứng chơi mặt ra cho đánh đúng không? Bình thường á, anh coi mấy cái kia kìa là sau khi mà đánh xong mấy con bot nhỏ á, thì còn có gì anh biết không? Con bot to. Đúng rồi đó, đánh xong mấy thằng đệ rồi thì phải lôi thằng chùm ra. Thế anh biết thằng chùm tên là gì không? Giang Quỳnh. Chuẩn luôn á, tưởng hôm nay gắn phết đấy nhờ. Ngoài ra thì nó còn có bộ sưu tập mini game và mùa giải vũ trụ mô phỏng nữa cơ. Trời. Anh biết tại sao em này rủ anh chơi game này không? Anh không. Bởi vì á, khi anh nhập vào game thì anh có thể nhận được 16 vé quay miễn phí. Trời ơi, ngon gì hả? Bao gồm 1.000 ngọc ánh sao. Và khi mà anh nhập 7 ngày á, thì anh có thể nhận được thêm 10 vé quay tinh cầu. Ngon. Đâu? Và cái 10 vé quay đấy, anh có thể dùng nó để quay hai con nhân vật mới. Đó chính là Face Sao và con Linsa đó. Ui, thấy không? Ngày nào cũng phải đăng nhập vô rồi mình quay mình kiểu gì cũng ra thôi. Ra cái nịch đó anh. 80 lượt mega con này lận, nhưng mà có điều là anh em mình cũng được phụ một phần nào đó. Đúng rồi, hiểu không? Gọi là mình đăng nhập vào 7 ngày thì mình cũng không cần là phải nạp full 100% vô để lượt nó mà cũng được game hỗ trợ phần nào rồi, hiểu chưa? Đấy. Các anh cũng hiểu rồi. Anh em còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay vào game để nhận vé quay miễn phí để trải nghiệm cùng mình với lại KenBC nào? Let's go!